Tổng thống Trump, Trung Quốc đã ăn bữa trưa của Joe Biden. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã trình bày quan điểm về việc khôi phục nền kinh tế, đồng thời công kích đối phương trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên. Ông Biden cho rằng ông Trump đã lãng phí những thành quả được kế thừa từ chính quyền tiền nhiệm. Còn Tổng thống Trump cho rằng ông mới chính là người làm nên sự tăng trưởng nền kinh tế Mỹ trước đại dịch COVID-19. Dù vậy, không có ứng viên nào có thể đưa ra một thông điệp rõ ràng về việc làm thế nào để khôi phục nền kinh tế trong cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ đại suy thoái. Khi được hỏi về triển vọng khôi phục nền kinh tế, ông Biden sẽ đóng cửa toàn bộ đất nước. Chúng ta không cần ai đó đến và nói rằng hãy đóng cửa đất nước này, ông Trump nói về ông Biden. Đáp lại, ông Biden cho rằng các triệu phú và tỷ phú giống như ông Trump vẫn đang sống rất tốt trong đại dịch. Người đàn ông này đã trả tổng cộng 750 USD tiền thuế, ông Biden nói về ông Trump khi dẫn ra báo cáo gây chú ý gần đây của New York Times về hồ sơ tài chính của Tổng thống. Cựu phó Tổng thống cũng nói rằng ông Trump đang giải quyết việc mở cửa trở lại nền kinh tế một cách vô trách nhiệm. Ông không thể khôi phục kinh tế cho tới khi giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19. Tổng thống Trump chủ yếu dẫn ra việc mức lương cao hơn và niềm tin của người tiêu dùng gia tăng để chứng minh cho thành quả kinh tế của ông. Trong khi đó, ông Biden cho rằng ngành sản xuất đang phải chịu những tác động tiêu cực suốt 3 năm nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Cựu phó Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra sự thâm hụt thương mại đang ngày càng lớn với Trung Quốc. Ngay sau đó, ông Trump đã trả lời rằng Trung Quốc đã ăn bữa trưa của ông. Joe ạ.